Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Như các bạn thì cũng đã biết, ba mẫu RTX 3000 mới nhất thì vừa được cho ra mắt vào ngày 1 tháng 9 vừa qua. Và bản thân chúng mình thì cũng đã có một video tổng hợp về những cái cải tiến từ thiết kế, hiệu năng cho tới giá thành so với phiên bản cũ. Thì anh em có thể xem lại ở cái link phía bên trên này nhé. Còn trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua thiết kế của những bản custom đến từ các tên tuổi lớn như là MSI, Gigabyte, Asus và block tản nước của EKWB dành cho chiếc RTX 3000 này nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đi theo thứ tự ABC nhé. Đầu tiên sẽ là chiếc Asus với bộ đôi TUF và Strix. TUF thì có hai phiên bản, dạng có hai quạt dành cho 3070 và ba quạt thì dành cho 3080 và 3090. Còn với Strix thì sẽ có trên cả 3070, 3080 và 3090. Năm nay thì Asus đã cải tiến rất nhiều về phần thiết kế, với TUF được trang bị quạt ACO, còn Strix thì được làm lại toàn bộ chứ không phải là dạng bình cũ rượu mới như RTX 2000 nữa đâu. Đầu tiên với TUF thì Asus vẫn theo tôn chỉ là hiệu năng trên giá thành và cắt giảm bớt đồ ăn chơi. Chúng ta sẽ chỉ có một tí LED ở backplate với lại logo TUF. LED này là dạng đơn sắc chứ không phải là kỹ thuật số, thế nên là hiệu ứng ánh sáng cũng không có quá nhiều. Sự cải tiến nhiều nhất như mình đã nói là ở Strix, toàn bộ màu sắc sử dụng được đưa lên tông đen bạc thay vì là đen như trước. Cũng như là các đường kẻ chéo toàn bộ nhìn khá bắt mắt và hợp với tổng thể thiết kế của dòng Z490 mới đây vừa ra mắt. Tuy quạt sử dụng vẫn là dạng ACO, nhưng trên Strix sẽ là thế hệ 2 được tăng số lượng cánh từ 11 lên 13, cũng như là dàn mỏng vòng kết nối với cánh quạt để hút được nhiều gió hơn. Tản nhiệt cũng được làm cực dày lên tới là 2,9 khe giống như là MSI hay là Gigabyte. Với độ dày như vậy thì các bạn muốn chạy SLI sẽ phải dùng các mainboard có khe PCIe cách nhau 4 slot mới đủ, hoặc là phải chơi tản nhiệt custom. Điểm cuối cùng mình thấy là cải tiến lớn nhất đó chính là về phần LED. Asus đã trang bị một thanh LED kỹ thuật số dài chắc phải cỡ 25cm ở mặt hông để có thể tùy chỉnh các chế độ sáng. Mình cũng đang rất háo hức để test và thử hiệu ứng ánh sáng đó xem có mượt mà như là trên website không, cũng như là tấm ốp LED có thể tháo ra để in 3D cái gì đó cho vui vui vào. Có vẻ như là Gigabyte đang chuyển đổi tên card cho đồng bộ hóa hơn với dòng sản phẩm mainboard của mình. Cả 4 mẫu card của Gigabyte năm nay thì đều sử dụng công nghệ là Vapor Chamber để hấp thụ nhiệt từ GPU. Đây được coi là một phương pháp tốt hơn dạng ống dẫn nhiệt thông thường trước đây, cũng như là tăng chi phí hơn thì cũng khá khá. Và chúng ta có thể chia line-up của Gigabyte ra làm hai dạng chính, đó là Eagle OC và Gaming OC ở phân khúc phổ thông, còn Master và Extreme cho phân khúc cao cấp. Nhìn chung thiết kế của Eagle và Gaming OC, mình nhìn qua thì không có quá nhiều điểm khác biệt khi mà sử dụng 3 quạt và có một khoảng vát lớn ở khu vực cổng NVLink. Điểm khác biệt chủ yếu có lẽ là màu sắc bề mặt khi mà Eagle dùng tông xám chủ yếu, còn Gaming OC là sự kết hợp giữa đen và bạc đẹp hơn rất nhiều. Backplate của Gaming OC nhìn cũng sang chảnh hơn khi mà phủ toàn bộ là tông màu bạc chứ không đen xì xì như là Eagle OC. Sự khác biệt cuối cùng có thể nhận ra là ở đèn LED, khi mà kiểu Eagle thì đúng là làm cho có, còn Gaming OC giải LED lên tương đối dài và đẹp khi mà cắm card ngang. Ngoài những điểm về ngoại hình thì có lẽ là Gaming OC sẽ được đẩy lên mức xung cao hơn Eagle OC để có thể thuyết phục được những khách hàng khó tính khi mua. Điểm nhấn mạnh nhất của Gigabyte đến từ hai phiên bản cao cấp mang tên Master và Extreme. Do Gigabyte chưa cho chúng ta hình ảnh minh họa đầy đủ nên là trước mắt điều duy nhất chúng ta có thể xác nhận là bản Extreme có tem quạt màu vàng, còn con Master màu bạc. Hệ thống LED chủ yếu ở mặt trước và chắc chắn là LED dạng kỹ thuật số rồi. Điểm nhấn nằm ở bên hông khi mà Gigabyte trang bị cho hai mã này là màn hình LCD độc đáo, có thể hiển thị thông số của CPU hay là card sử dụng. Mình hy vọng là màn hình này có thể cho phép chúng ta thay hình ảnh vào giống như là trên tản nhiệt. Tiếp theo, MSI đã có 2 năm khá thành công với thiết kế gaming XTO trên series RTX 2000 của họ. Năm nay chủ yếu sẽ là sự tút tát lại bù nhược điểm của hệ thống trước. Nhìn qua thì các mẫu Ventus 3X và Ventus 2X không khác nhiều so với những chiếc RTX 2000 hiện tại. Còn Gaming XTO thì mới hơn một chút. Những thay đổi chủ yếu của MSI thì nằm ở backplate khi mà họ trang bị thêm một ống dẫn nhiệt ở mặt sau trên các sản phẩm Ventus trên 3X trở lên. Ống này nhằm mục đích hỗ trợ tản nhiệt cho chip RAM ở mặt sau là chính, còn các thành phần khác là phụ. Có vẻ MSI đã cắt toàn bộ LED trên dòng Ventus và chỉ tập trung LED cho dòng Gaming X mà thôi. Theo như các hình ảnh thì mặt trước của Gaming sẽ có 3 sọc LED như vết cào. Còn lại thì sẽ tập trung vào LED ở mặt hông, bao gồm có logo MSI to đẹp và giải LED cực kỳ dài ở khu vực backplate.
Mình thì đã cực thích giải LED này từ thế hệ RTX 2000 Gaming X bởi độ sáng cực dịu và hiệu ứng chuyển màu mượt mà. Ba quạt của Gaming X cũng đã được chuyển thành kích cỡ giống như là không mắt nổ mắt xịt như trước. Cùng với cải tiến quạt thì MSI cũng quảng cáo ống Heatpipe tiếp xúc toàn bộ GPU cũng như là bổ sung thêm bề mặt dập nổi cho lá tản. Nhưng cải tiến này thì hơi khó để đoán được trước là nó có hiệu quả hay không. Nhưng với lịch sử làm tản khá ổn áp của MSI thì mình nghĩ là anh em chắc chắn không có gì phải lo lắng lắm. Và cuối cùng sẽ là block tản nước. EK năm nay thì sẽ tiếp tục truyền thống khi cho ra mắt block tản nước sớm nhất cho các mẫu Founder Edition 3080 và 3090. Các phiên bản khá truyền thống bao gồm có acetan và acrylic. Phần rãnh nước bên trong vẫn sử dụng dạng cũ giống như là trên những chiếc Vector RTX 2000 bởi thực sự nó quá tốt và không có gì cần cải tiến. Nhìn chung đây sẽ là những giải pháp tản nhiệt số 1 dành cho những chiếc RTX 3080 hay 3090 nếu cái mà các bạn cần hướng đến đó chính là sự im lặng cùng hiệu năng làm mát đỉnh cao. Và vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua tất cả những mẫu card RTX 3000 Custom sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới đây. Và dự kiến thời gian của lô hàng đầu tiên, kể cả từ card cho tới block nước, có mặt tại Hà Nội Computer sẽ vào khoảng nửa cuối tháng 9. Và mình tin chắc rằng giá sẽ không hề rẻ một chút nào đâu. Còn riêng bản thân mình thì hiện tại cũng đang rất nóng lòng có thể trên tay nhanh những chiếc RTX 3090 để xem rằng đâu sẽ là nhà vô địch trong thời gian tới. Còn bây giờ thì các bạn cũng đừng quên like, share cũng như là comment và subscribe kênh cũng như là nhấn quả chuông nhỏ nhỏ phía bên cạnh để ủng hộ cho chúng mình trong thời gian tới nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!